Mến chào cô chú anh chị, hôm nay là thứ 6, 30 tây tháng 8. Mình đang ở vườn của Ngân đây. Hello mọi người, ngày hôm nay Ngân sẽ có mấy cái hàng Korea về mọi người. Rất là nhiều mẫu, mã hàng hoa tiềm variegated, rồi HG variegated và aronium và raptor sỏi mọi người, raptor thalum. Hàng Korea hết nha mọi người, màu đẹp. Mình sẽ nhiều mẫu mã nha, aronium và cracked luôn. Những cái crack va. Đó, chị Hương sẽ chiếu sơ sơ hết rồi Ngân sẽ báo giá cho mọi người nha. Dạ, nãy Hương quay sơ sơ rồi. Chút nữa Hương sẽ có mớ Hương quay cho mấy anh chị ngắm trước, xong rồi Ngân sẽ báo giá ha. Rồi okay. Bây giờ báo giá đi. Rồi first mình báo giá mấy cái hàng hàng hoa tiềm va nha. Đây, cái cục này nó sẽ là màu đỏ nha, cục này 80 đồng nha, $80. Để em cho quay cho mọi người coi cái màu luôn. Đây. Đây là mấy cái cây nó đã lên màu rồi. Cái này thì là 60 nha. $60. Cái này nhỏ 60, cái này bự 80. Cây bự thì 80. $80 the bigger. Nè, bigger ha, 80. Rồi. Cái này thì là 70. $70. Nhưng mà cái vân của này. Này thì 70. Rồi. Cổng này. Cái này thì cái va nó xanh trắng, cũng cam cam. Này mỗi một cây nó đều có tên hết nha, Ngân sẽ gửi tên cho mọi người khi mọi người mua nha. Mọi người mua hoặc mọi người follow trên Facebook của Ngân á, Ngân có để tên hết cái cây của cái giống cây này, Ngân sẽ để tên hết trên Facebook. Nếu mọi người follow Facebook của Ngân thì sẽ được thấy cái tên của nó nha. Hoặc là mọi người mua cây nào thì Ngân sẽ bắn tên. Còn này là hàng cracked của nó. Cái này cũng cục này là cục crack nha. Cục này để mọi người 90 nha. $90 90. Cái này là rare. Còn cục này thì variegated, cái này 50 nha. $50. 50. Cái này thì 55. Cái này là va xanh trắng nha. Nó là của cái màu đâu rồi. Nó là của thằng unicorn. Không có thằng khác. Rồi cái này là 60 nha. $60. Còn cái này thì là cái này cũng 60 luôn. $60 thôi. Còn cái này. Cái này thì là 20 nha. $20. Cái này thì 20. Cũng va nè, nửa trắng. Nửa trắng nửa xanh nè. Va ha. 20 nha. Có này thôi, nửa trắng nửa xanh. Cái này là unicorn nha mọi người, cái này 35 nha. $35. Cái này 35 unicorn nửa xanh nửa trắng. Có này là sọc. Cái này watermelon mà variegated đó mọi người. Cái này thì 20, cái này thì 50. Còn cái này là mỗi cái là mỗi mẫu nha mọi người. Cái này thì là $25. $25. Còn cái này thì là $30. $30. Cái loại này khác nữa nha, mỗi nãy giờ Ngân đưa là mỗi thứ mỗi mẫu nha mọi người. Còn cái này thì nó lên 7 màu. Cái này thì hơi mắc nè. Cái loại tròn tròn này 80 đồng luôn. Cái loại này rare 80. Cái loại tròn tròn mà nó ra một cái hình tròn như vậy nè. Nó có tên của nó lên màu đẹp lắm. 80.
Còn cái này thì là, ô, cái này sắp thử có bông 60 nha. $50. Còn cái này thì là 50. $50. Mấy cái này lên màu đẹp lắm nha mọi người. Ừ, 50. Mấy cái này là cái rare. Còn này cực kỳ rare luôn nè. Cái này lên màu đẹp, cái này có một cái nha. Cái này super đẹp luôn á chị. Để em cho coi lên màu. Cái đó mất 85 thôi. $85. Để mình cho coi lên màu ha. Oh, hết rồi. Rồi, ok, bỏ xuống đây. Cái này là cái này có tên của nó nha. Cái này nó lên đỏ cam hồng mà nó cong gợn giống như là hồi xưa mà mấy bà Võ Tắc Thiên á đội cái nón mà cong cong gợn gợn á, thì mai mốt cái này nó lên cong cong gợn gợn đẹp lắm mọi người. Cái loại này rare lắm nè. Thì cái này Ngân có hình mẫu ở trên Facebook của Ngân, Ngân sẽ cho mọi người coi ha. Cái này thì 80 nha, super đẹp luôn. Cái này có một cái duy nhất nè. Còn cái này lên màu hồng. Hay chị ngồi xuống đi cho nó dễ làm. Ngồi xuống không? Vô phải để thấp xuống mới thấy được cái bông của nó. Cái này là va nha mọi người. Cái va này là cái loại này nó có sần sần chì sò đi nè. Nó nhám nhám. Ở trên cái mặt bông nó hơi nhám nhám sần sần. Nó lên đỏ cam hồng đẹp lắm đó mọi người. Cái này để mọi người 60 nha. $60. Ừ. Trên mặt bông nó sần sần nha mấy anh chị, chứ nó không phải trơn. Mà nó lên nó là vàng nha mọi người, nó là lên hồng trắng nha. Còn cái này là hồng trắng vàng. Cái này thì 50. $50. Cái này là 6 inch nha mọi người, 6 inch nha, nó là bự nha. Nè nhìn nè, nhìn cái này. Cho mọi người thấy cái size không? Nó bự nha. Cái này thì là 60 nè. Rồi ha. Rồi. Xuống. Xuống. Nhà nó dễ quay. Còn loại này có đầu gối. Còn loại này lên màu hồng nha mọi người, super bóng luôn á. Cái này đẹp lắm á, cái đó lên màu hồng á mọi người. Hồng trắng mà nhìn nó giống như râu câu á. Cái này cũng có tên nha, tất cả tên của nó khó đọc lắm. Hạ Canada rồi Unicorn rồi cái đó nhiều. LV Set. Cái này thì là 60 luôn nha mọi người. $60. 60 đồng luôn nha. Cái này thì Ngân sẽ post tên lên trên Facebook. Rồi còn cái này thì là 65, cái đó 65. Còn cục này là va nè, đẹp lắm nè. Cục này có kim tuyến nha mọi người, cục này có kim tuyến. Nó giống như là một cái bông bông gì á không biết nữa, kim tuyến đẹp lắm nha mọi người. Cái này là cái shape của thằng cái gì Unicef LV. Cái này cũng có tên nha, Ngân có để tất cả tên trên Facebook rồi. Cái này để cho mọi người 60 luôn. $60. Cái này cũng có kim tuyến luôn, sờ nó sần sần đẹp lắm mọi người. Nó sần sần, nó không có bóng. Nè, cái này có kim tuyến lên rồi nè. Cái này có kim tuyến lên rồi nè. Màu hồng kim tuyến nha mọi người. Shape thì hình trái tim nha mọi người. Rồi, 60x cho 60x. Còn loại này, cái loại này nè mọi người thấy không, không có kim tuyến nè. Loại này thì trơn nè. Cái loại này trơn nè. Cái loại này thì 40 thôi mọi người. $40. Cái loại này nó rẻ hơn, tại vì cái này nó có kim tuyến, cái này nó không có kim tuyến nha. Cái này có 40 thôi ha. Ừ, cái này cũng 40 nha. Đó. Cái này cũng 40, $40. Cái này cũng 40 luôn. Rồi. Cái này thì là 30 nha mọi người. $30. Cái này cũng variegated luôn nha mọi người, 30. Cọc bự. Rồi, còn cái này. Cái này thì 15 nha mọi người. $15. 15 nha. Rồi. Cái này 15 luôn nha mọi người. $15. Cái này thì là màu vàng. Cái này cũng 15 luôn nha mọi người. $15 thôi. Cái này là watermelon mà lên màu vàng á mọi người. Nó sẽ lên màu yellow. 15. Để coi cái này. Nè, cái này nó lên rồi nè. Màu vàng cam nha. Cái này 15 nha mọi người. 15. Vàng cam cam nha mọi người, nhìn thấy nè. 15.
cái này 10 nha mọi người. $10. Cái này là Orange Monroe 10 đồng. $10. $10 each. Cái này là Bingada Echeveria mọi người. Cái này là 10 12 đi. $12. 12. Còn mẫu này khác nữa nha mọi người. Cái mẫu này khác với cái mẫu này. Cái mẫu này thì là 12 luôn. 12 đồng hả? Ờ 12 đồng. $12 each. Còn mẫu này dễ thương lắm. Cái mẫu này cũng cái này thì 15. $15. Cái này 2 hết nha, 15. Nó là của cái này mà nó là 2 hết nha mọi người. Nó là Luster. Nó là của cái này nhưng mà nó là 2 hết, 15 nha. Ai mua cái 2 hết thì 15. Rồi. Còn mẫu single hết thì 10 đồng. Ừ. Single hết 10 đồng, 2 hết thì 15. Rồi còn cái này. Cái này để mọi người 15 luôn. $15. Cái này cũng 15 luôn, 15 luôn nha mọi người. Cái này va nửa xanh nửa đen nha mọi người. Nửa xanh nửa trắng nha, 15 luôn nha. $15. Cái này 15 luôn, watermelon va. Hàng va nha mọi người, 15. À. Còn cái này là blue egg va nè. Cái này thì 25. $25. Ừ. Cái đó mắc không ạ? Cánh dày, cánh dày nó giống như cái kiểu cứng. Mà nó cứng, cánh cứng màu màu va xanh trắng cam. Cái đó đẹp lắm, lắm. Kiếm. À. Cái này là su dông va 10 nha mọi người. $10. Còn cái này là dragon variegated nha. Cái này cũng hàng va nha, 10 luôn nha mọi người. $10. Cái này su dông va vừa thường vừa va nè. Cái này cũng 10 luôn. $10. Ai thích cái nào thì mình chụp hình cái đó nha. Còn cái này à, su dông va. Cái này hàng va nha mọi người. Cái này để mọi người 30 nha. Cái đó nhiều, đó cái nhiều nhiều baby lắm mọi người. Này baby đồng. Đeo theo cái cây này. Ừ. Cây này thì 25. Còn $25. Cái này lên thân thụ nè, đẹp nè. Mấy cái này là cái bông, mấy cái bông này nha mọi người. Mốt nó bự bằng cái bông này nha, mà nó có va nha mọi người. Nó bự bằng cái bông này mà nó có va nè, nó đẹp lắm á. Có cái này cũng 35. $35. Nó là bông Echiva nha mọi người, nó đẹp lắm á. Nó sẽ lên cái bông dày giống như vậy mà có va nha mọi người. Bông đẹp lắm mà cánh dày giống như vậy nè ha. Ừ. Nè một single head của nó là 10 đồng rồi. $10. Cái này một single head 10 đồng. Va nha mọi người. Ừ. Còn ai lấy cái nhỏ này 5 đồng. $5. Chơi hàng Cori hết là bảo đảm là màu màu lên đẹp lắm mọi người. Cái này cái bự nè. 20 nha mọi người. $20. 20. Ừ. Cái bông này. Cái này cũng cái này ngoài thị trường đang thấy bán 25 đồng á, em để 20 nha. $20. Cái này 20 nha, chụp hình nha mọi người. Rồi à. Này báo rồi. Cái này bonsai. Cái này lên màu đỏ nha mọi người. Cái này 15. $15. Ừ. À. Còn nếu như mà mọi người mua nhiều đi 10 cái thì Ngân tính nó lấy cho chị 10 cái được mỗi mẫu một loại đi em thì chị tính em tính cho chị 10 đồng cái nha. Mua 10 mẫu thì em sẽ tính là 100 đồng thì là 10 loại khác okay. Nhau nha. Buy 10 $10 each. Okay. Dạ em tính cho 10 đồng mấy cái hàng Echi nha. Okay. Giống như cái loại này cho mọi người 10 đồng luôn nha. Là em lấy 10 mẫu khác nhau thì là em để cho thành 100 hết nha. Còn cái loại này thì 20 nè. Cái này là dòng hào hoa thi hùm nha mọi người. Hào hoa thi hùm nha, có va nha mọi người. Mà mốt nó sẽ lên màu mà cánh nó dày lắm mọi người. Cái này cũng hiếm nè, 20 đồng. Cái này hào hoa thi hùm. Cái đó hào hoa thi hà, hào hoa thi hà. Cái này dòng rare. Rồi okay. Ok. Nè, cái này nè, gồm có cái này luôn. Nếu như mà sỏi cầu vồng á,
sỏi cầu vồng nha. Để, nếu mà mưa 10 mẫu em cứ lựa cho 10 mẫu là cứ 100 đồng 10 mẫu nha. Gồm có mấy cọng sỏi cầu vồng luôn nè. Hàng cầu ri hết trồng mốt lớn lên đẹp lắm nha mọi người. 10 đồng luôn, $10 luôn. Còn cái chùm bự này thì phải là chùm bự này thì 20 đồng nha. $20. Rồi, còn lại là 10 đồng hết. Rồi còn cây này. Cây này bonsai bự nha. Cái này hàng cầu ri cây bự này 180 đồng. $180. Bonsai cầu ri nha mọi người. 180. Đó, màu hồng. Rồi, ai muốn mua cây nhỏ? Đó, có cây nhỏ không? Có cây nhỏ. Đây nè. Ngon. Cây này cũng đẹp quá trời, crack nha mọi người. Cây này 50. $50. Cái này vừa crack vừa bông luôn mọi người, 50 đồng. 50. Vừa crack vừa bông luôn nha, 50. Rồi cây nhỏ đây. Cái nhỏ này để cho mọi người là 25 đồng nha mọi người. $25 hàng Korea nha, 25 đồng bonsai. Cái này thì là 50. $50. Cái này 50 đồng bonsai nha mọi người. 50. Màu hồng và sẵn này đồ Korea nha mọi người. Cái này 25 đồng. $25. Cái này cũng 25 đồng luôn. $25 thôi. Cái này 50 đồng. $50. Cây bự thì 50 nha mọi người. Nè. Cái này 50. Coi như có 2 cây 50. Còn cái này 25. Ba cái này là 25. Ba cây 25. Còn mấy cây kia là còn lại mấy cái nhỏ này 2. Thì cứ 10 đồng hết thôi nha. Ok. 10 đồng cho cây nhỏ luôn. Ok. Đó, ai muốn lấy 10 mẫu thì có trong đây cũng có được cây tre luôn nha mọi người. Là 10 đồng nha. Hàng Korea nha mọi người. Ok. Rồi. Còn cái bự này. Cây đó nãy nó hai cây này 50. Đó. Rồi, bây giờ tới này. Cái này blooming nha mọi người, red blooming nha mọi người. Red blooming. Cây bự nha mọi người. 50 nha mọi người. $50. Red blooming size bự nè mọi người thấy không? 50. Cái này là blooming luôn. 50. $50. 50. Rất là bự nha mọi người. Mọi người coi nè. Mọi người thấy hai size không? Bự lắm nha. 50. Còn này lobster nó. Cái này là red blooming nha mọi người, lobster 120. $120 để thấp xuống mới thấy được. Rồi. Cái này là blooming nha, là của cái cây này mà cái này là nguyên chùm nha mọi người. Thấy không? Mai mốt một bông nó sẽ bự giống như vậy nè mọi người. Cái này của mình là nguyên chùm nha, 120 nha. $120. À, như nó có cái bông này chung kẻ rồi. Ờ nó dính. Ok. Nhưng cái này rụng ra nè. Ha. Đó, nguyên đống này nè, gồm có 1 2 3 4 5, 6, 7 hết nha mọi người. 120 đồng nha. Còn cái này là Orange Monroe. Orange Monroe. Cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6 cũng 7 hết. Cái này để mọi người là 100 nha mọi người. $100. Cái này hàng Korea 100. Rồi. Còn cái này là, cái này là Moon River Va nha mọi người. Cái này hàng Va Moon River. 25 đồng nha mọi người. $25. Cái này dòng Echi nha, cánh nó sẽ dày lắm nha mọi người. Nó sẽ bự giống như cái bông bên đây nè. Chị lấy một bông màu xanh trắng. Đó, cái xanh trắng đó. Yeah. Cái này là bông bự này thì 50 nha mọi người. Cái này thì 25. Nó rất là dày mà lên xanh trắng hồng vàng nha mọi người. 50. Cái bông bự là 50. Cái nhỏ là 25. Rồi. Cái này cũng 25 luôn. $25. The big one bigger $50. Ờ. Còn cái này 25 20. $20. Cái này 20. $20. Cái này 20. $20. Còn cái này là $30. 30 đồng. 30 đồng hàng ba. Cái này là 25 $25. Okay. Còn cái này là Yellow Dragon.
Cái này 60 60 đô la mọi người. 60 đồng. Cái này là XC, cái màu nó lên hồng tím tím giống như cái quần của em nè chị. Ừ, lên màu tím, hồng hồng tím tím mà đỏ đỏ nha, đậm nha. Cái này rồi cái này cũng nhìn cũng lạ, đẹp, mới, mẫu mới. Cái này nguyên luster nha mọi người, cái này nguyên luster. Cái này để mọi người 60 nha mọi người, 60 dollar. Cái này XC không à, đó chùm nào cũng 60 hết mọi người, thích cái nào lấy cái đó nha. 60 dollar. Rồi còn này nguyên kiểu cái này tulipan, tulipan nha mọi người. Cái này tulipan là 55 đồng một chùm nha mọi người. 55 dollar. 55 đồng một chùm. Còn này là rococo, rồi cô còn sỏi, sỏi cam á mọi người. Nhà giống sỏi thiên thanh. Ờ. Nhưng mà cái này là lên màu cam nha, khách của Ngân lên màu cam cam đẹp lắm mọi người. Ừ. Cái này để mọi người 80 nha. 80 đồng. 80 đồng chùm. Cái này chùm bự hơn đợt vừa rồi Ngân có nha, chùm này bự lắm, 80 nha. Chùm này đó. Chùm này bự hơn thì 90 nè. 90 đồng. Chùm này 90. 90. Rồi cô còn sỏi cam. Rồi, cái này đẩy cái đó qua một bên, đẩy cái này. Sỏi cái này. Cái này thì cũng 55 luôn nha. 55 dollar. 55. Nói chung là 55 đồng một chùm mọi người chụp hình nha, thích chùm nào lấy chùm đó. 55 nha. Rồi, cái này là credit của thằng Bubble Monroe nha. Rồi của cây này nè mọi người. Cây này ha. Và cái này là credit của nó nha. Cây này để cho mọi người 40 nha. Cái này mồng rô. This one 40 dollar. 40 đồng. Cứ một cục về là 40. 40 dollar ít. Nè. Mồng rô. Dạ. Ở Việt Nam hay gọi là gì ạ? Epimon, Epimon đó nha. Nó sẽ lên màu hồng nha mọi người. 40 đồng chùm. Một cục 40. Còn cái crack này là 85 đồng nha. 85 dollar. 85 đồng cái crack nha. Orange mồng rô, right? Orange mồng rô. Lên đẹp lắm á, 80. Ok. Còn cái này là cái gì á? Snow Black. Chùm này là 60 chùm nha mọi người. 60 dollar. 60 chùm. Bấm hồng. 60. Ai thích chùm nào lấy chùm đó nha, cứ 60 chùm nha. Rồi. 50 dollar each. Còn cái này là cái gì à? XG nha mọi người. Bông này bông gì không biết. Đó mọi người 25 nha. 25 dollar. Không biết tên. Còn cái gì đây? Cái này là cái gì? Red Leticia nha mọi người. 80 chùm nha. 80 dollar. Chùm này thân thụ quá trời thụ luôn nè. 80 đồng nha. Đỏ luôn nha mọi người, thấy không? Đỏ nha. Mới mốt mập ra đẹp lắm nha, thân thụ 80. Con này sỏi ha. Sỏi sỏi cam nha mọi người, cái này sẽ lên màu vàng cam trong suốt nha, cái này 40 nha mọi người. 40 dollar. 40 chùm nha, thân thụ nha mọi người. Rồi còn này là gì đây? Lá sỏi. Sỏi gì sỏi spin cool tone nha mọi người. Chụp này 70 nha mọi người. 70 dollar là sỏi hồng. Spin moonstone màu hồng. Hồng. Rồi. Rồi tới bên đây. Chơi mấy cái hàng Ichi này giống chơi đồ hàng quá. Cái này 50. 50 dollar. 50. Còn cây này là Awatia. Awatia cái này rare nè, cây này không ít người có nè. Cái này 50 thôi nha mọi người. 50 dollar. 50. Còn cây này. Cây này Esther nha mọi người. 50 luôn. 50 dollar.
đẹp quá trời, 50 đồng, bự lắm nha. Trời ơi, bự dễ sợ luôn. Ừ, cái thằng này cũng bự quá nè. Đẹp ha, 50 $50 each. Ừ, nhưng mà cây này mới là mắc. Cây này mắc. Cây này rare. Cây này rare nè, cây này mắc nè. Cây này để mọi người cây này là Blue Eva nha mọi người. Trên thấy trên Facebook bán 255 đồng. Trên Facebook bán là 255 đồng. Cây này ai thích thì alo Ngân ha. Cái này Ngân để cho mọi người 90 đi, 90 một hết. Còn cái cây có cây cây này có baby nè thì là 100. 100 đó là. Cái này có baby 100. Bự lắm nha. Hai cái này 100 hết nè. Hai cái này đều có baby hết. Cái nào có baby thì 100, còn cái không có baby thì 90. Dạ. Yeah. Cái này trên mạng bán tới 200 mấy. 255 đồng. Rồi tới bên đây. Ồ cái này mình chưa báo nha, cái này màu hồng. Đúng rồi, cái đó chưa. Cái này màu hồng nha, cái này là pin Hawatia pin nha. Cái này để mọi người là cái này một pin 50. $50. 50 nha. Cái này cũng giống vậy luôn hả? Cái này có 60, cái đó màu khác, 60. Cái này bự hơn, cái này 60. 60. Cái này cũng khác nữa nè. Cái này 40. $40. Rồi, ok. Rồi mình tới cái này. Cái này gì đây? Raptor Thallium. Cái này cái này 55 đồng chùm nha mọi người. $55. Sỏi thì là nhiêu nãy 70. $70. Sỏi 70, sỏi cầu vòng. Ê quên, sỏi là pin á, 70. Rồi còn cái này thì cái này 50. $50. Cái này cứ 55 đồng chùm đi, ai muốn lấy cái nào cũng được. 55 hết á. Ai muốn lựa nào lựa 55. Cái chùm, ô cái chùm đó quá trời baby luôn kìa. 55 đồng luôn á. Rồi cái sỏi này 70 chùm nha mọi người. Sỏi 70. Mấy cái sỏi hồng á thì 70. Dạ. Yeah. Rồi, cái cây xương. Cây này xương rồng này. Cái xương rồng này sắp sửa ra hoa rồi nên bán nè. Cái này để cho mọi người 55 nha. $55. Sắp sửa ra bông rồi nè. 55 ha. Rồi. Okay. Rồi, mình tới cái bên đây. Cái rổ này nãy báo rồi. Báo rồi, nãy đó rồi. Còn có cái rổ đó. Rổ này chưa? Cái này 50 chùm nha mọi người. $50. Ô, cái này có nhiều hấp mua lắm nè, mọi người thấy không? Cái này vàng xanh trắng, có nhiều hấp mua nữa. Mốt kêu to đẹp nha, 50 chùm. Cái này cũng 50 luôn. $50 thôi. Ô, cái này có hấp mua nhiều nè. Ui ui, cái này hấp mua xanh trắng đẹp lắm nè chị. Look at this. On this side. Đẹp không? Ừ. Cũng xanh nửa trắng. Này này, có nửa xanh nửa trắng. Này nhiêu? Hả? Cái đó 50 luôn. 50, ok rồi. Cái này cũng 50 luôn. Cái này cũng 50 luôn. Cái này cũng có nửa xanh nửa trắng bên đây nè. Nè. Ừ, cái này nửa xanh nửa trắng. Nửa trắng, nửa trắng, hơi vàng vàng. Mồng rô nè. Cái này mồng rô. La quỳ, mồng rô. Cái này 20 nha. $20. Cái này cũng mồng rô luôn. Cái này orange mồng rô. Orange mồng rô. Cái này 20 luôn. $20, sorry. Cái này cũng 20 luôn. $20 too. Còn cái này Germany champagne. Này Germany champagne. Germany champagne nhé. Này lên màu hồng. Ừ. Màu hồng phấn phấn đẹp lắm. Lên màu hồng mà ở trên cái mặt lá nó có dần dần. Mà nó có chấm chấm. Cái này $25. Này sỏi nha mọi người. Sỏi $10. $10. Mấy cái này là cái này bông vàng, cái bông này mút lên đẹp lắm á. White Dragon Variedit đó, 30 đồng. $30. Hàng vàng nè mọi người. Cái này là dành cho chơi EG với lại chơi Whiteium á, đợt này toàn là hàng vàng không á. Cái này là
20. $20. Cái này cũng Aichi luôn nè, 20 luôn. $20. Nó là màu pink nha, màu pink pink mà màu vàng vàng cam cam đẹp lắm á, 20 luôn nè. $20. Mấy cái này là thích nắng hết nha mọi người. 20. 20. Nhưng 20. Mà mới trồng nó thì khoan đem ra nắng. Ừ. Để cho nó có rễ rồi hả đem ra. Cái này là 20 luôn. $20. Còn này va nè, 15. $15, cái này là cái gì quên rồi. Maria va. Maria. 15 luôn à. 15 đồng. Trời ơi, nó dễ thương lắm á mọi người. Cái này cũng 15 luôn. Okay. Ai thích cái nào chụp hình đó nha. Còn này là, cái này là bông hồng va nè. Mấy cái hàng này muốn lên tiếng hơn đẹp lắm á. Coi vậy chứ đẹp lắm á. Cái này 40 đồng. $40. Cái này bông va 10 đồng. $10. Cái này là cái gì va nó không biết luôn. Cái đó 25 đồng. Cái này giống cái này có gì không phải không? Glitter gì nè. 20 còn 15 nè. This one 15. Mấy cái này bởi bạn bỏ chậu 4 in là mốt lên màu đẹp lắm ấy nha. Tại hàng va lên sân trắng hồng đẹp lắm. Cái này cũng 15 luôn. $15. Trời ơi, coi nó về cái hàng chị biết cái này là cái gì bên rồi. Cái gì Rainbow Rainbow á. Trời, con chút téo tèo vậy hả? Ừ, thì đồ curry có chút két kìa. Hôm qua gỡ ra hả? Cái gì cũng có chút 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 à. Gói giấy cẩn thận lắm mà gì cũng có chút xíu xíu à. Mà okay. Chút xíu xíu vậy chứ tiền không á. Mấy cái rổ này chút xíu treo mà tiền không á. Rồi, tới cái rổ này đi. Úi giời ơi, bé ơi, bé ơi. Sao chừng túng rớt cái mấy cái đầu baby của nó ra hết vậy? Nè, mọi người. Cái này mình sao nó không chịu, còn chỗ này gốc nó không chịu cắm vô luôn ha. Trời ơi, tiền đâu ra mở cắm nhiều vậy chị. Cục về mắc tiền lắm á. Cục này nó không có mất màu nha mọi người. Mấy bữa trước mình có bán cái trứng hột vịt lộn á. Cái trứng hột vịt lộn á mọi người. Năm ngoái chị Hương có màu xanh đó. Thì năm nay ra hàng va nha mọi người. Năm nay ra hàng va thì cái trứng hột vịt lộn này là variegated giữa màu vàng, màu hồng và xanh, không mất màu. Có người trồng lâu rồi thì thấy màu vẫn còn như vậy nha. Có khách trồng được 1.5 năm rồi mà hồi đó cái chùm đó người ta mua tới 250 đồng một chùm luôn á. Mà người ta trồng vẫn còn màu ha. Thì năm nay nó về cây này Ngân để 130 đồng nha. 130 đồng, $130. Cái này hàng trứng va. Cầm để xuống thôi. Cái này thì đang có thêm baby nè. Cái này có thêm một cái baby. Cái này 140 nha mọi người. $140. Ừ, 140 nha. Cái này hàng va nha mọi người. Còn hai cái nữa. Cái này là màu hồng. Cái này là xương rồng nha. Ừ, 120 mà hàng rare đó. $120. 120. Ooh, trời ơi, cái này nó đẹp quá. Trời ơi trời. Cái này 120. Cái này đẹp cơ chứ. Thật lắm, 150. Cái shape nó đẹp mọi người. 150. Tròn do mà cái màu tươi thì tươi luôn. 6 cục luôn. Cái này nếu mà chị Hương chồng chị Hương có thanh tách không hay là để nguyên cái kêu nó để vậy nhìn nó đẹp hơn không tự nhiên tách ra làm cái gì để nguyên cái cây xương rồng này luôn hả? Tôi cũng chưa biết nữa tại vì cái đó nó ghép nó tháp vô trong cái nó ghép vô trong cái cây xương rồng đó rồi dù phải trồng luôn cây xương rồng đó chứ dù lấy nó ra nó chết à sợ nó yếu hả? Sao thì đẹp quá cái màu cưng quá. Nhưng mà nó ghép vô sao, nó ghép vô cái thân cao quá ha. Tại vì đồ quý mà chị, những cái gì mà đồ quý lúc nào nó cũng ghép cho tôi cho mình. Tôi thì lại không có thích nó ghép vô cái thân cao giống vậy quá. Chứ chị muốn nó ghép làm sao? Tôi muốn nó thấp xuống chút nhìn nó đẹp hơn. Thấp xuống chút nhìn đẹp hả? Ừ. Không, nếu mà chị muốn thì cắt ra phân nửa cũng được vậy. Vô cắt ra vô phải nuôi cái rễ nó lại đó. Phải vậy nuôi hả? Nó lại đó.
mà nó cái mấy cái cây này nhiều lúc nó vô tới cái mùa đông rồi á, là cái mùa nó ngủ á, nó lâu ra hơn. Nó ở mùa hè thì vô cắt nó ra nó còn ra rễ nhanh, nó vô tới mùa thu rồi là nó vô mùa đông rồi là nó khó. Bây giờ cái này phải nuôi nó, muốn thì nuôi nó rồi năm sau mới ấy nó được. Nhưng mà em thấy mấy cục nhà mình nuôi một mình nó cũng đẹp vậy. Không được ha, chồng chất với nhau mới đẹp hả? Cái này thí nghiệm nè. Hôm nay mình có hai cây ngọc kỳ lân, bữa nay ra baby nè. Còn lại nè, cứ một cây vậy là đang ra baby ông sùm trời đất rồi nè mọi người. Nè ngọc kỳ lân va đỏ nè, 130 cây nha. Hôm nay nó ra được thêm hai cái baby. Hôm nay nó ra được thêm hai cái bi on this side nữa nè. Chị Hương thấy không? Thấy. Xíu siêu nữa nè, là cây này ra 15 hết luôn á. Đây. Nè, một cái baby ngay góc này với một baby ngay góc này nữa là cây này ra 15 hết. Hôm bữa Ngân nhớ là cây này 1 2 3 4 5. Thường nó mọc ra thấy theo mấy cái nách của mấy cái lá. Trời ơi. Cây này mà để lâu thì chắc thành collection nguyên cặp luôn á. Ngọc kỳ lân mà ra baby là tiền không nha mọi người. Hốt bạc. Có tiền. Rồi. Cái video này mình ngừng đi ha. Phan, đá riêng đi. Cho cái này nó là mấy cái Achi với Hawatia đi. Còn có mấy chùm. Ok, vậy quay luôn. Ok. Vô đóng hàng, cái này vô đóng hàng mới. Ok, hàng rồi, mới. Hàng mới. Ok. Hàng có rẻ tính sao. Ok, rồi, giờ đi tái tiếp. Rồi, bây giờ tới hàng mới nữa nè. Rồi bây giờ mình tới mấy cái này hàng mới. Bây giờ mình có về cái màu này đó mọi người, cái chùm giống như cái chùm này là cái nó sẽ lên màu đẹp lắm. Mọi người follow trên Facebook cũng Ngân có coi có post cái hình màu của cái cây này á mọi người. Cây này Ngân để mọi người là 90 nha. Na chi đó là cây này 90, màu này cánh dày sót clip nha mọi người. Còn cái chậu này 30. Thế thì đó là phải cánh dày sót clip mà màu nè, hát mua nè mọi người thấy không ha. Rồi bây giờ Ngân để nguyên một cái đống này ha. Cây này 100 đồng, cánh tròn sót clip nha mọi người. Nhìn kỹ một cây như vậy chứ coi vậy chứ nó rất là nhiều baby nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, rất là nhiều cây, nhiều hát nha mọi người. Đây nó nhiều, nó là hai tầng lớp. Cây này 100 đồng nha mọi người. Cây này là lên màu rồi, bá cháy màu chét luôn, mấy chục cái baby luôn á, 100 đồng. Khách của con nuôi năm ngoái năm nay nó ra đẹp lắm nha, 100 đồng, rất là nhiều baby nha mọi người. Cây này cũng 100 luôn, hai tầng lớp nha mọi người. Cái này là bông hồng sót clip nha mọi người. Cái loại này đẹp lắm, cái hồi mà mới về năm ngoái là tới 150 lần đó mọi người. Nè, để được cái tầng lá mà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng như vậy là cây phải già lắm. Cái này 100 luôn nha mọi người. Có nhiêu rồi. Cái màu này đẹp mọi người. Cây này thì là 90. $90. Cây này là 80. $80. Ngân bán tùy theo cái size, nó có bự không, nó có nhiều hết không và nó có nhiều tầng lớp không nha. Cho cái màu này 80. Cái này 100. Cái này nở ra rất là đẹp mọi người. Very đẹp. Cánh tròn sót clip nha mọi người. Cái này 100 nha mọi người. Bông hồng này sót clip đẹp lắm. 100 đồng. Cái này là chỉ có mấy hết thôi mà nó đã đẹp như vậy rồi. Nó không bự. Cái này là ai muốn mua cây nhỏ 80. Thì chi đó là cái này mà mình có 10 cây nó vẫn đẹp 10 cây nha mọi người. Cái này nó coi cái bông hồng của nó nè. Cánh này cánh tròn sót clip nha mọi người, cánh ngắn mà cánh dày nha mọi người. 90. Ôi 80 cái lộn, 80 cây này 80. Mọi người chụp hình cây nào thì Ngân sẽ bán cây đó nha mọi người. Ồ cây này đẹp nè, dáng đẹp tròn đều nè. 90. Nay chi đó là 90. Cây này 90. Nay chi đó là cây này có cái màu ngoài chính giữa nè. 90.
Cái này tròn đều nè, một cành này của nó đẻ ra hai được baby nè, cái này 100 nha mọi người. Cái này là hàng Cory, cái này là cho mọi người là 75 đồng, 75 đô la, cái này cũng 75 đồng luôn, 75 đô la thôi. Thì là 70. 70 đô la. Cái này thì là cái này hàng va mọi người. Cái này để mọi người 70. 70 đô la. Cái này hàng va cánh tròn short clip nha mọi người. Nè mọi người coi cái bông nè. Rất là cute, rất ư là sắc sảo nha mọi người. Bonsai nha, rất ư là sắc sảo luôn cái màu nè. Mấy cái màu này không bao giờ mất, nó lên đậm, lên đỏ, tím, sọc. Cái này 50. 50 đô la. 50 đồng. Cái này vàng. Cái này 80. 80 đô la. 80. Nè, có hai bông màu đỏ on the side. Hai màu trong cùng một cây nè, thấy không? Nè, một cây nè, mà hai màu nè, thấy không? Không có ghép nha mọi người, cái này natural liên vậy nha. 80. Màu này, Ngân thích chân bông short clip mọi người, cánh tròn, cánh dày short clip Ngân thích lắm. Tại vì nhìn nó có bonsai á, cái dáng bonsai á. Cái này 100 nha, cái này có một cây rồi nè. Màu nó là short clip bonsai cánh dày cánh tròn nha mọi người. Cái này lên màu đẹp lắm á. Cái đó có cái... như hồng vàng. Cánh tròn short clip 100 đồng mà nhìn nè. Này hồng. Khi mà mình bỏ vô cái chậu truy đi những cái loại này nó rất là nhu mì nha, nhìn cái màu nó sang á. Bỏ vô mấy cái chậu truy đi á, nó gọn bonsai nha, 100 đồng. Okay. Cái này 80. 80 đô la. Cái này thì là cái gì à? Sky Dancer Variated 80. Có cái cây thì cũng đẹp anh chị. Cây đó 90. Cây màu đỏ hả? Cây màu đỏ sau cái chậu xương rồng á mấy chị. Cây đó 90, cái đó lên màu này chị đo là. Đó là hai màu á. Cùng một cây hai màu. Rồi, ok, đó cây này. Cây này là tím đỏ. Cây này là 90. 90 đô la. Cái này cái màu đẹp mọi người thấy không? Đó, bóng mà giống như bông giả mọi người, 90 nha mọi người. 90. Rồi, ok, perfect. Cái này là gì ta? Cái của cái cây này nè. Mà crack thịt nha mọi người. Nó màu trắng trắng đó. Không, cái này không, cái củ này. Cái cây này là của cây này nha, 350 nha. 350 đô la. 350. Hàng vang nha mọi người. Cái này cũng 350 luôn. 350. Giống mới nha mọi người. Hàng vang giống mới 350. Thấy cái bông của nó không? Cây này thì là 500. 500 đô la. Cây này bự. Bự lắm nha mọi người, một gang tay, hai gang tay, ba gang tay. This one 500 đô la. Cây này là 95 đồng. 95 đô la. 95 đồng.
cây này là 280 đồng. $280. Cây này 400. $400. Cây này là mobile nha mọi người. Đó là lên vàng cam nha mọi người. Cây này là $500 nha mọi người. $500. Đó là vàng cam 500. Đây thì in painting nha mọi người. In painting. 200. $200. In painting 200. Painting luôn. Cái này rất là dày nha mọi người. 250. $250. Cái này là Medusa sock lip 100. $100. Cây này là Pink Poseidon 250. $250. Cây này là 500. $500. Rồi, ok. Mình ngưng ở đây.